rỡ tin Kỳ Duyên tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ đối đầu trực diện với nam em. Một số thông tin cho rằng Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ tham gia Miss Universe Việt Nam và đối đầu trực diện với Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long nam em. Trong suốt nhiều tháng qua, vì diễn biến phức tạp của dịch Covid nên hầu hết các sự kiện cuộc thi đều bị trì hoãn, vẫn chưa thể xác định rõ khi nào mọi thứ mới được phép tổ chức lại như bình thường. Nhưng cộng đồng mạng thì đang rất nóng lòng sự chờ đợi của Miss Universe Việt Nam. Thời gian qua, trên Facebook, ban tổ chức cuộc thi cũng liên tục hé lộ những gương mặt sẽ tham gia đường đua sắc đẹp năm nay. Một số cái tên nổi tiếng gây chú ý có thể kể đến như Nam Anh, Nam Em, Đỗ Nhật Hà, Thảo Nhi Lê. Đặc biệt, mạng xã hội còn liên tục rầm rộ Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ có mặt tại cuộc thi năm nay và đối đầu với Hoa khôi Nam Em. Cụ thể, một bản danh sách gồm các người đẹp nổi tiếng đang được lan truyền trên TikTok, thế nhưng vẫn chưa có cơ sở nào xác nhận nguồn thông tin này. Đây thực ra chỉ là ảnh ghép. Tuy nhiên, fan rất hy vọng đây là sự thật vì muốn thấy Kỳ Duyên và Nam Em một lần nữa đứng trên sân khấu chinh phục Vương Nghiệm. Sự đối đầu của Kỳ Duyên và Hoa khôi Nam Em năm nay làm khán giả vô cùng hứng thú. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Quê. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.